Còn làm sao để biết mình thích hợp với tư thế ngồi thiền hay đi thiền? Thì trong thanh tịnh đạo có đề nghị như thế này, người sân nhiều thì nên ngồi thiền. Cái oai nghi thích hợp đối với họ là nằm và ngồi. Còn người tham nhiều thì tư thế hành, thành thiền thích hợp của họ là đứng và đi. Đấy.